Đang tiếp tục với series về Spring Boot, chúng ta sang phần tiếp theo. Đấy là ta thực hiện cái việc gọi là truy xuất thuộc tính từ map và collection. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện là một là truy xuất thuộc tính từ bin này, đúng không? Đến phần thứ hai thì chúng ta sẽ truy xuất thuộc tính từ map hoặc là collection, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ truy xuất thuộc tính từ từ list đi, từ list list được đúng không? Ok, như vậy ta truy xuất thuộc tính từ list, truy xuất thuộc tính từ list, các bạn sẽ copy cái này phần số 2. Đây 22 đúng không, truy xuất thuộc tính từ list. Thế thì chúng ta sẽ thực hiện là ở trong cái phần này thì chúng ta sẽ định nghĩa một cái đây, ok, chúng ta sẽ thực hiện này. Bây giờ thay vì chúng ta sử dụng cái bài này, chúng ta copy như này, đúng không? Ta vứt đây, ta ghi là bài 22, chỗ này cũng là bài 22. Ok, thế thì lúc này đối với cái bài 22 này thì chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta sẽ tạo một cái list mới. Được chưa nhỉ? Tạo một cái list mới, ta sẽ có list. List này, căn cứ theo cách này. Ta sẽ sử dụng là student list sẽ bằng gì? New array list, được chưa nhỉ? Bằng này. New array list. Đấy. Ok. Thế thì cái new array list này chúng ta sẽ thực hiện là thêm các cái student vào. Được nhỉ? Đầu tiên chúng ta sẽ add một cái list. Nhất là ta có này. Bỏ này đi. Rồi ta sẽ gọi list này. Chấm add này. Ok. Add cái đầu tiên là chúng ta thêm một cái là list list gọi là list new student. Ok. Rồi, có mark. Name mark major này, name là bình. Mark là 7.2 major là ngành thiết kế web, ví dụ thế. Chúng ta lại thêm một cái nữa, thêm list s này vào thì nhỉ. Đấy, chúng ta sẽ có chung nhỉ, sẽ có 8.6 8.6 này, ứng dụng phần mềm này. Ok, lúc này ta sẽ model.s, s cái list này vào thì nhỉ. Ta s là s cái list, nó gọi là item đi, dùng item. Item 3, ta thêm cái list giá trị là cái list này vào như nhỉ. Thế lúc này chúng ta sẽ trả về bài 2.2. Ok. Lúc này ta copy được cái bài này, Ctrl C nhá, Ctrl V. Nó sẽ là bài 2.2 như nhỉ. Thì đối với bài 2.2 chúng ta sẽ kích đúc vào cái bài 2.2 này, ta sửa lại một chút về cái cách chúng ta truy xuất dữ liệu. Thế thì ở đây các bạn chú ý là để mà truy xuất từ cái này, ta sẽ dùng cái name này, mark này. Yeah, ta sẽ có, không phải là dùng đấy, mà sẽ dùng là item, đúng không? Đấy, và 0.name nhé. Yeah. Và item 0.mark, ví dụ thế. Ví dụ thế này. Đúng không? Ví dụ như là 0.mark, ví dụ thế. Ok. Ta bây giờ ta chạy thử xem hình ảnh như thế nào. Run S này, Spring Boot này. Chúng ta cùng xem là nó kết quả nó sẽ làm sao. Chúng ta sẽ thấy là đây, ok, xong rồi. Vậy ta để ta gõ lại cái này, không phải 7.2, nó là bài 2.2 thì nhỉ. Ok. Đấy, nó sẽ có bình và mark là 7.2. Đúng chưa nhỉ? Đúng không? Đây là phần tử số mấy đấy? Ta xem cái phần này, bình mark 7.2 chính xác không? Đây, truy xuất phần tử số 0. Ok, thì đây chính là cách chúng ta truy xuất dữ liệu từ một cái list, nhé. Đây là chúng ta định nghĩa cái list đấy này, còn đây là cách chúng ta truy xuất dữ liệu từ list này. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.